Xin chào mọi người. Clip này mình sẽ đi mua giày, nhưng mà trước khi đi mua giày thì mình nói cho anh em biết một tin là mình đang ở Hồ Chí Minh các bạn nhá. Đây là khách sạn của mình. Trước khi đi mua giày, anh em tham quan khách sạn mình hôm nay nhá. Hôm nay là khách sạn 5 sao các bạn ạ. Phải nói là rất lâu mới ở khách sạn 5 sao nên hôm nay sẽ review với anh em khách sạn 5 sao trước khi sẽ đi xếp hàng để mua một giày đặc biệt hôm nay, cùng chờ xem nhá. Mình tầng 20 các bạn ạ. Bây giờ trong thang máy chúng ta sẽ đi cùng nhá. Ok. Theo mình. Wow. Đẹp quá các bạn ơi. Đúng là khách sạn 5 sao hấp, đẹp dã man con ngang. Phòng bao nhiêu nhỉ? Phòng 2003. 2003. Bên này. Rồi, hãy cùng theo mình nhé. Follow me. Tí nữa thì sẽ đi mua một giày cực kỳ hot. Một giày mà rất là nhiều người đang xếp hàng để có thể sở hữu nó. Hãy cùng chờ xem. Ở đâu nhỉ? Đây rồi. Đây các bạn nhé. Ok, vào xem nào. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Không có điện đâu nhỉ. Ở đây có khe cắm điện các bạn. Đấy, nhà quê lên tỉnh. Rồi, sáng rồi nhá. Không phải đâu. Ở đây có một cái ở ngoài trời luôn này. Rất đẹp. Còn phía bên này không gian rất là rộng. Chúng ta thấy không? Chiếc giường rất là êm. Trời ơi, rất là êm thái luôn. Tuyệt vời quá. Một cái bàn làm việc này. Chắc là tí nữa sẽ ngồi đây làm video cho anh em xem. Đấy. Khách sạn này ở đây thì có giá khoảng tầm gần khoảng tầm 3 triệu một đêm. Đây các bạn nhìn nhá. Đây là view từ tầng 20. Rất là cao luôn. Ở phía dưới có bãi cỏ rất xanh, có một chữ Nico của khách sạn luôn. Ở phía xa chính là tòa nhà Bitexco. Các bạn nhìn thấy không? Tòa nhà kia. Chính là cái điểm mà tí nữa mình sẽ qua đấy để mua đôi giày mà mình đang nói các bạn nhá. Tí nữa mình sẽ qua đấy mua đôi giày. Còn ở phía xa kia là tòa nhà 81 tầng kìa. Đây mắc 81 tầng và hình nhà hình cây tre ấy. Đấy các bạn thấy không? Lên đường nào anh em. Trời nắng rất là nóng luôn và bây giờ chúng mình sẽ phải di chuyển. Chắc khoảng mất khoảng nửa tiếng để đến nơi. Trước khi đi mua giày thì mình phải làm một điều rất là quan trọng, đó là phải đi rút tiền các bạn ạ. Bởi vì ai đã yêu cầu là mua bằng tiền mặt các bạn ạ, không được dùng thẻ trả để rút tiền các bạn nhá. Chờ đợi mình một chút. Đấy các bạn nhá. Cả một gia tài để đi mua giày đây. Trời ơi. Xót xa quá. Chúng mình đến nơi các bạn nhé. Đây chính là Bitexco. Đây, anh bạn mình đã tiếp tục đồng hành cùng mình, anh Bi. Chứ mà chính là shop Adidas nổi tiếng tại Sài Gòn ở Bitexco. Và hôm nay sẽ đi tìm đôi GG Boost 700 các bạn nhé. Mình đăng ký rồi và bây giờ sẽ vào xem liệu có mua được không. Đây, rất là nhiều các cô gái xinh đẹp Sài Gòn. Đây chính là phía bên trong cửa hàng. Hình như nãy Beckham ở đến đây sao nhỉ? Nãy em nhớ là có một cảnh trên đúng mạng rồi, Beckham ở đây các bạn ạ. Đông nghịt luôn. Cùng đi ở trong với mình nhá. Buổi sáng nay thì cái số lượng người mua đến đây mua giày phải nói là cực kỳ đông luôn. Anh em biết là mua giày này rất là khó, phải xếp hàng. Có những người xếp hàng 2 ngày để mua giày này. Rất may là mình làm việc với Adidas nên là chỉ cần đăng ký thôi. Nhưng mà vẫn phải bỏ tiền mặt ra mua các bạn nhé. Phải bỏ tiền của mình ra mua. Bạn nữ vừa xong nói là đợi một lúc để bạn lên tìm lại xem có size 41 không. Đấy, chờ xem nhé. Rất là nhiều mặt hàng ở đây. Shop này là shop Adidas Original các bạn. Nên là toàn đồ Original, là đồ ba lá thôi. Không phải là đồ này. Thể thao. Trên này nhưng mà người hay ký lên này. Khả Ngân này. Mọi người thấy không? Rất là nhiều người nổi tiếng. Thế mà người kia ký lên đây. À, Mr. Control này. Đấy các bạn này nhá. Rất thú vị luôn. Còn xem nào các bạn. Chào mừng. Bay từ Hà Nội ra đây Hồ Chí Minh để lấy đôi giày. Đúng rồi. Đấy các bạn nhá. Chị mà biết cái này.
Tuyệt vời luôn các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Alo alo, các bạn nghe rõ không? Rất là đẹp. Mình biết sẽ thử làm sao, nhưng bây giờ thanh toán cho bạn ấy đã. Thẻ được. Ừ, biết rồi. Anh hỏi lại chắc. Nếu có hỏi Sơn, Sơn bảo là sẽ tiền mặt đấy. Có gì đâu. Chết giờ đi mua. Đi đi. Đâu. Các bạn không đi mua đôi giày này rất là sàn. Chính mình đi thử. Đây các bạn nhé, tôi để 8 triệu. 8 triệu nhá. Nè. Đếm lại nó đủ không? Dạ, mình chắc đây. Đi thử đây được không? Được đấy. Chắc là phải đi thử các bạn. Mình lấy size 41. Bình thường mình size 40 mà cũng phải đi thử chắc. Không phải lúc mà chào may thôi, chào may thì đủ được. Hello em. Ủa, có thể lúc thôi. Ok, ok. Mình đi được không? Ok, lưng xong. Ok. Ok, thank you. Bạn, lưu. Có vẻ rất là êm luôn bạn. Ok em. Cũng như hai chiếc bạn xem sao nhé. Cảm giác rất nhẹ nhàng các bạn, cảm giác bước chân mình đi rất là thênh thang và rất là nhẹ nhàng, rất tuyệt vời.